con rồng bay khiếu cuồng đao thôi. Đồ của bạn hợp lý rồi, tuy là không nhiều nhưng mà hợp lý. Tuy là đồ không nhiều nhưng mà hợp lý. Nó ra hai con Nico đẹp. Đồ của bạn thuộc dạng là hợp lý, không hề nhiều. Ôi, con nào cũng ngon cả các bạn ạ. Hai con hoang dã với Khazik. Mua hai con hoang dã trước. Để con Z trong này đi. Ôi, đằng nào mình cũng bán con Z. Nếu mà nó ra tiền á thì mình mua hai con này, ba con này. Còn không ra mình bán con này đi, mình mua hai con này. Thôi mình sẽ đếu hai bên rune nữa đâu nhỉ. Má chơi hai bên. Mở nó ép à. Cái đầu. Đánh ra thứ ba được đúng một cái bọc tiền. Bạn cần thìa mà. Chơi cái này bắt buộc phải cần thìa rồi. Mà đầu game bạn win chip thì bạn lấy đâu ra thìa. Đúng không? Cái này là bắt buộc rồi. Không mua gì hết. Mấy thằng chó này cứ xem stream nó đi mà nhỉ. Nên là thằng chó mẹ khốn nạn nhốt Cassidy với Khazik rồi thấy không? Đéo chơi nhưng mà nhốt này. Cứ nhốt đi. Rồi,
mình nói rồi, làm streamer thì bạn phải chấp nhận cái tình cảnh mà mấy bạn nó chơi xấu rồi. Chấp nhận thôi chứ sao giờ. Wow, cung luôn. Ông lấy cung đi, tôi lấy BF chứ. Tôi đang lấy BF. Ông thích thì ông lấy cát cung đi. Tôi lấy BF. Lấy đi. Một cái cung, tôi có một cái cung là có cái đại bác rồi, đúng không? Tôi nhớ tôi có một cái cung đấy. Rồi, ok. Xem ván này mấy ông ngăn nổi tôi không? Ván này mấy ông ngăn nổi tôi không? 30 tiền rồi này. Giấu đi. Giấu nhiều vô. Xem giấu nổi không? Trời, giấu sao nổi. Tôi quá nhiều rồi. Ván này tôi đã có quá nhiều tiền đề rồi. Giờ mình cầm cái BF. Kiếm cũng được. Cùng đao. Cùng đao trước đi. Cùng đao trước. Để bác sau nhỉ. Cùng đao trước. Rồi, đốt đao này đi. À, một cái bùa đỏ các bạn ạ. Bùa đỏ này cho ai ta? Bùa đỏ ma vũ. Quay dấu nè, bỏ hết rồi.
ulti đúng lúc quá. Sao lại đỡ tốn máu rồi. Rồi. Chế nè. Bắt đầu chơi nè. Nhân phẩm vô cực. Chơi bài gì nữa? Chơi bài gì nữa đây các thím? Bây giờ mình nói thiệt, mình đéo cần luôn. Các hai đại bác cũng win. Nếu cần gì hết, các hai đại bác cũng win. Bây giờ chả cần thìa luôn. Chả cần thìa luôn, tôi chơi 4 hoàng giả mẹ luôn. Cắt 3 cầm 2 đại bác đứng vã sướng hơn. Chả cần. Đứng vã mẹ từng thằng. Nhưng mà có thìa vẫn hơn. Lấy tôi lấy cung luôn. Tôi chơi hai đại bác luôn. Lấy tôi lấy cung. Lấy thì tôi lấy cung. Tôi chơi hai đại bác luôn. Các nó vả không tha hụt thằng nào. Bốn hoang dã mà các hai đại bác nó vả ít có yếu, chả cần ba sát thủ. Thiệt. Nên mình lên nó thiệt, chả sợ. Các hai đại bác nó đứng một chỗ nó vả là đủ thua rồi. Mình lấy thìa mình chưa có BF. Bây giờ cái vấn đề quan trọng là tôi lấy thìa nhưng tôi chưa có BF, anh em hiểu không? Tôi vẫn chưa có BF. Thìa sao mà ngon được. Đó, giờ sợ tốn máu quá thì thiên nhiên rồi. Làm thì 2 Nidalee. Bây giờ red side lên thì không thì mẹ đó. Mình chưa có BF mà, có BF thì tốt thôi. Có BF thì mình chơi 6 sát thủ. Còn không có BF mình chơi 4 hoàng giả. Mình nói thiệt nha, rau sói mà nó ra thì cái nữa là tôi chơi 4 hoàng giả thật đấy. 4 hoàng giả mà cắt 2 đại bác nó đứng nó vạc kinh lắm. Đừng có chỗ bạn sặc 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 chứ hết. Hai đại bác thì đứng một chỗ. Tôi vẫn đang rất cẩn thận đấy bạn. Tôi có đánh không cẩn thận đâu. Vẫn đang rất rất cẩn thận.
ba sát thủ đâu có ngon đâu. Xài Ari đi, bây giờ nó ra cây gậy cho cháu ghét Yumi cũng được. Mình chơi bốn hoang dã. Bốn hoang dã. Hư không. À cho khai giết Yumi đi cũng được. Giờ mà nó ra gậy cho khai giết Yumi. Bốn hoang dã hư không 3 AP. Bán mẹ Z đi. Rồi từ từ nó ra tiền. Có thể nó sẽ ra tiền. Đấy, từ từ bán. Đấy, bây giờ Yumi này. Nói mà, có Yumi luôn nè. Khai giết Yumi, bốn con giả mát ngon này. Từ từ đã. Quỷ thư. Một cái bùa đỏ đi. Bây giờ một cái bùa đỏ ghép trai đi. Khai giết bùa đỏ nha. Cho khai giết cái bùa đỏ đi. Bùa đỏ đi đã. Dư nhiều để làm gì. Nico bây giờ mình có thể ghép được nè. Naliba luôn này. Mười bốn vàng. Từ từ tới ra lượt đồ, nếu mà mình không lượt được BF á thì mình chơi. Mình chơi kiểu khác. Ui ông này kinh thế. Mình lượm được BF thì mình lượm cho các sát thủ vẫn ngon hơn. Ba sát thủ bốn hoang dã hư không vẫn được. Từ Pika từ từ mua, không cần đâu. Còn nếu mà không lượm được thì mình cứ chơi bốn hoang dã 3 AP cho khai giết Yumi. Hai mươi tiền này. Ba sát thủ này. Hai hoàng giả ba sát thủ. Ui con rồng kìa. Anh em nhìn con rồng kìa. Mày đái.
sau rồi. Chắc không có bị ép đâu. Nếu có bị ép mà lượm luôn. Khó thế nhỉ. Má cắt hai đại bác thì thật ta. Đợi chim coi. Đợi chim coi. Má chim ra cung nữa thì sao? Chim ra cung nữa cắt hai đại bác thôi. Chứ sao giờ? Bốn hoàng giả cắt hai đại bác. Đó. Giết hai. À. Thôi mua chi. Từ từ. Lên ga. Let's see what they're made of. Chó hai. Chó hai luôn rồi này. Chó Yumi cũng được. Chó Yumi 4 hoàng giả 3p nhé. Rao chim buồn nó ra buồn nó ra cung hoặc thìa đấy. Từ từ thôi. Chúng ta phải từ từ thôi. Bây giờ ba đấu sĩ rồi. Rao chim nó ra cung hoặc thìa thì sao? Mình khỏi cần chơi 4 hoàng giả cũng được. Mình chơi 3p luôn. Khỏi 4 hoàng giả. Chín thôi. Thôi, ván này mình không chơi 6 AP được, 6 sát thủ được đâu, bán này đi. Tại vì mình nhẩm trong đầu là mình không chơi 6 sát thủ được rồi đấy. Mình chỉ chơi 3 thôi. 3 sát thủ thôi. Mua con Vi đi. Hấp chết lên xài 4 đấu sĩ, 3 AP. 2 hoang dã thôi. 2 hoang dã. Bây giờ có BS thì ba sát thủ bỏ con này bốn hoàng giả. Bởi vì ra cung thì hai đại bác, ra cung thì mình chơi hai đại bác. Thôi rồi. Ra cung thì tôi chơi hai đại bác thôi. Từ từ, đã nói là từ từ, rau chim xem nó ra cái gì đã không? Đã chết đâu, không ghét vội làm gì. Chưa chết cứ phải vội vàng. Việc gì phải vội vàng. Mình có thua thằng nào đâu mà lo. Bốn hoang dã ba sát thủ nè. Cát tôi cầm hai đại bác để đứng một chỗ nó vả không một phát nào. Nếu mà từ từ đợi đã. Gì đây? Vãi nồi nước mắt à. Thôi. Cho ghét Yumi. Đi ghét tim băng. Đi ghét tim băng. Khai giết tim băng. Tính cho cát ma vũ mà thôi. Vì thế này. Rồi ấp chết thôi, ra sau ấp chết. Vi Kike Ari. Madness.
tí sẽ nhà sát thủ, để xem tôi nhà được sát thủ không đã. Bốn con hoang dã bao AP chứ đi. Rồi bỏ nó sai ra. Rồi về nè. Về chứ đi. Nhặt được đại bác cũng ngon, mà nhặt được cái kia cũng ngon. Kha Zik cần hết, Kha Zik làm hết. Ôi hai Denga một Ari. Ôi Denga 2 được rồi, không cần Denga 3. Để đấy, mình chắc mình không xài được Vi đâu ha, bốn hoàng giả vẫn lợi hơn. Bỏ Vi đi, cũng được, bỏ Vi thôi. Đâu có xài được Vi, bốn hoàng giả rồi mà. Bây giờ một con Nali nữa là mình lên được Nali 3 hoặc là một hoặc là mình lên PK 3 tùy. Còn kiếm được sát thủ thì mình bỏ cái này luôn cho các sát thủ. Rồi Kennen ulti thì hóa hình chết luôn. Giờ Red Sai làm gì nữa thì để, thì bây giờ bỏ được Pique ra thì cho Red Sai vô. Sai Pique làm gì? Mình có thể xài được 4 đấu sĩ. Cho Red Sai vô mình có thể được xài được 4 đấu sĩ nữa lên chết 9, đúng không? Ngon mà, không thì ba hóa hình. Đây nè. Đầy thứ, cái gì mà chả ngon. Cái này không ai nhặt đâu. Nó thì chả nhặt đâu. Nó nhặt nó bóp mình thì làm gì. Chứ đâu có xài được đâu. Nhặt cái nhặt quốc rồng. Rồi thôi, các sát thủ ở này. Đấy, ngon làm gì vậy? Đấy, các sát thủ. Mất mát gì đâu. Anh em phải lo. Rồi luôn. Đấy. Rồi, cung cho ai đây ta? Ê, đưa nhầm. Rồi các sát thủ thì đưa như này đi. Dư rồi, cho Red Sai vô chứ. Rồi, top 1 rồi. Top 1 rồi chơi gì nữa. Làm gì cũng top 1 đấy. Áp ca cũng top 1 nữa. Bây giờ áp ca cũng top 1 nữa. Cung đi cho Kha Zik luôn hay cho Denga hơi đợi rồng đi. Cung cho Denga hả? Denga đó này, ừ cung cho Denga đi nhỉ. Thôi bỏ Pika đi, mua Denga, nuôi Denga 3 nha. Bỏ đi kia được rồi. Nó lên cái bàn chơi bàn. We are what we overcome. Kiếm con Nali, úp Nali 3 thôi. Không thể úp lên cái bàn. Ui, hai con kêu. Kêu 2. Có kêu 2 rồi. Kêu 2 ngon mà, sao đi. Kêu 2 luôn.
Bỏ con Red Sai, bỏ mẹ Red Sai ra xài kêu 2 luôn. Chết đâu có đấu sĩ, giờ kêu 2 đứng trong búp cũng kinh khủng vãi. Giờ ra cái trường thương đó cho kêu nó thôi rồi chứ. Còn gì để nói. Tôi đen ga đảo tôi win, mẹ con đen ga nãy giờ làm được cái đéo gì. Ngó coi, 325 đam. Ôi má cái gì đây. Thôi này cho Kha'Zix luôn. Để xem có kêu 2 mà cho gác lên ga. Ốc chết gì nữa, game end tới nơi này, ốc chết gì nữa bạn. Con chơi xem có ra kêu 2 không. Ra lên ga 3 hay kêu 2 không. Ôi lên ga này. Vậy giờ anh bán lên ga là anh thua. Mẹ lên ga nó cái hoang dã. Cái thằng Nguyễn Dũng này chán vui rồi, muốn mày chửi à. Mà lên ga là anh Nguyễn Dũng nó cái hoang dã nó sạch thủ. Nuôi lên ga cái đứa. Biết à. Nó chuyện buồn cười. Kiếm lên ga chơi á. Giờ là kiếm cho vui là anh. Không có đâu nè. Cái lẻ 2 này thôi. Chơi nhỉ. Thêm cái lẻ 2 này chơi gì nữa. Đứng sau nó búp thì má nhìn không ra luôn. Thanh niên đấy gọi là thanh niên cuồng. Thanh niên cuồng ấy. Cuồng lên ga, anh em phải thông cảm. Ông bị cuồng lên ga. Cuồng quá à. Một thanh niên cuồng lên ga. Rồi, lốc cái gì mà lốc, lốc hộ cái. Á đù, kinh. Thua rồi, thua rồi. Kinh. Lết đi. Canh cắn được đấy, đợi tí. Đợi tí nữa là chết. Ồ, ông này đánh bóng thua. Ren ga. Để có Ren ga. Giờ nuôi Ren ga vui chứ làm gì. Ông này thắng, ông này thua bóng kìa. Thương dễ sợ. Ôi ơi, cái nào đó đập. Thua bóng.
kêu để tìm kiếm. Cho Renga để tìm kiếm luôn, xong lấy con Renga 3 cái nhỉ. Rồi, CC, tắt bỏ rồi. Renga 3. Renga 3. Renga 3. Renga 3. Renga nè. Kiểu thấy cay nhỉ. Trời ơi, hỏi chậm. Đi rồi. Cáo hả? Mày cáo không? Mày cáo không? Mày cáo không? Nó đòi cáo với tôi vậy anh em. Ma Vũ ngon hơn Raven, nó không có đại bác. Ma Vũ làm đéo gì. Raven nó còn Ma Vũ, tôi bốn hoang dã là Ma Vũ cái gì nữa. Tôi đã bốn hoang dã rồi mà ông còn ma với trà Vũ. Lừa nhau. Rồi, gần 5 xị rồi.